Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thành SG đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Roblox nhé. Và hôm nay thì mình có chơi một cái tựa game cũng là về cái tựa game đảo hải tặc, tựa game Empire, một tựa game có vẻ như nó khá là lạ ta. Thì chúng ta sẽ vào và test thử xem như thế nào nhá. Và Tiến sẽ để tên phía dưới anh em có thể tải về và chơi. Đây có thể test này, có một số bạn đang đi theo mình đây. Đây sẽ có một cái chỗ gọi là chỗ hỏi chấm kia, hình như sẽ có nhiệm vụ kìa. Chúng ta sẽ sang chỗ này để lấy nhé, hỏi xem có nhiệm vụ gì diễn ra hay không. Hello, poor man, một người đàn ông rất là nghèo. Và rồi chúng ta, nhiệm vụ này anh em, chúng ta sẽ đánh bandits là bọn cướp. Đâu? Chúng ta nhìn xung quanh đúng không? Kìa kìa, mình sẽ ấn từ nhé, mình sẽ đang kìa thôi, thấy rồi. Đây, ấn dấu cách ấy thì mới nhận nhiệm vụ đấy anh em ạ. Rồi, và sẽ đi kill con này thôi. Quay được không? Bây giờ ta sẽ đánh nhau kiểu gì? Đấy là kiểu gì đây anh em? Chúng ta cần phải giết 4 con quái ở đây. Nhưng mà hiện tại ấn Q để đấm thường đây này. À đây, để có hướng dẫn hết ở đây này. Thấy chưa? Bên này nó sẽ có killing lên level up bằng cách là giết những con NPC. Nhưng nó không hướng dẫn là sử dụng nút gì ta. Cái này chưa được đúng không? Từ từ, tại sao bọn này không lấy được ta? Mày không mất tí máu nào luôn. Bó tay. Tại sao vậy nhỉ? Cho sẽ hỏi lại thử cái này xem. Bạn có thể unlock new skin bằng cách là level up. Vấn đề là mình sẽ không... Sao không làm được nhỉ? Sao không ấn được nhỉ? Mấy con đấy không lấy được à? Tại sao vậy? Cái đoạn chat nó không hiện lên đây cơ. Hay là mình yếu quá, hiện tại đang yếu quá chăng? Có lẽ là vậy. Đây, chúng ta sẽ có cái profile, cái skill, cái tiền của mình sẽ tăng dần dần lên nhá. Hình như sẽ có chỗ mua đồ thì phải. Đi thử mua xem. Có kiếm thì như mình đánh được thì phải. Và cái trò này nó sẽ tự động tăng tiền. Đấy. Cứ một giây sẽ tăng từ 1 đồng này. Chúng ta sẽ xem chỗ nào để mua vũ khí nhá. Xong này xem. Để đi mình khám phá xem cái thế giới này như thế nào. Tắt cái profile đi. Chỗ nào bán vũ khí ta? Hello. Chúng ta sẽ cần phải giết 4 thằng cướp à? Đây có vũ khí hết này. Wow. Nhưng mà chỗ nào bán vũ khí nhỉ? Mountain Bandits. Đấy, có cái hòm kìa anh em. Thử mở cái hòm ra xem có gì trong đấy không nha. Đây này, có cái hòm kho báu này. Khá hay. Chúng có thể sang được cái khu vực khác bằng cách mua tàu, cũng giống như cái kiểu tựa game là Steven One Piece. Đấy, wow. Cái gì đấy? Cho ấn Y à? Ấn Y in inventory không ấy? Mình ấn cái nút quái gì ấy nhỉ? Mà nó lại bay ra phát nhỉ? Ở đây sẽ bán Blue Katana 250 đồng. Đấy, cái này là Green Katana, rẻ thế nhỉ? Rất rẻ, mình sẽ lấy nào đây? Thanh kiếm đỏ đi. Được đấy. Chúng ta sẽ có cái gì? Inventory đúng không? Mình có cái Red Katana này. Đấy, bây giờ có Red Katana rồi. Bây giờ ta sẽ sử dụng nó kiểu gì? Quỷ ạ, đấy, ok. Đánh mất máu anh em ạ. Được rồi, mình có thể chém rồi. Bây giờ mình có thể chém đây. Nào, let's go nào. Chúng ta sẽ vào đây mình chém cái con này xem. Rồi, 3 máu này. Luyện tập, luyện level. Khá hay nhỉ. Cái animation, cái này độ họa nhìn có vẻ đẹp hơn so với cái kia. Cái Steven Vampire nhìn nó hơi rối mắt. Đấy, mình giết được 4 con đúng không? King, Squad Bandit cơ, không phải King bọn này. Đi thôi đi thôi, sang bên này. Và chúng ta có thể chém lẫn nhau được. Mountain Bandit này, Squad Bandit bên này đúng không? Cái bộ skill thì mình dùng cái gì lúc nào ta? Level 5 à? Hiện tại mình đang level mấy? Hiện tại mình đang mới có level 3. Level 5 thì chúng ta sẽ có một cái skill gì đấy. Mình thử ấn xem toàn bộ xem có nút gì không. TG các kiểu. Hiện tại mình đang có một thanh kiếm. Vậy mình mua được bao nhiêu thanh kiếm ta? Rẻ nhờ, có 200 đồng một thanh kiếm rồi. Ơi, xuống bạn đi này. Đây, chính xác. Nào. Ôi, cái này chém lẫn nhau ạ. Cái này chém lẫn nhau. Đi thôi, let's go. Đấy. Có thể tra kiếm được vào trong vỏ. Khá hay nhờ. Và rút kiếm ra này. Yes, đẹp chưa? Squad Bandit đúng không? Bọn này khá là yếu. 3 máu. Mình đang có một thanh kiếm đỏ, Red Katana.
Ui dồi, có cái gì đấy, có tuyệt chiêu đấy. Hay phết nhờ, mình được 2 con rồi. Khá hay. Sao có 2 con đây nhỉ? Hiện tại có 2 con thôi. Ôi cái mặt trời kìa, cái ảnh khá đẹp nhờ. Ôi 75. Bà nào đánh chiêu thức có vẻ khỏe ra. Ui, thế nó sẽ ra chiêu thức này anh em, thấy chưa? Ai ra chiêu thức đấy, hay là mình ra đây? Chắc là mình chưa có chứ đúng không? Hiện tại chắc mình chưa có chứ đúng không? Chứ còn thiếu một cái con Squawk Bandit nữa. Một con cướp sử dụng kiếm. Kiếm Samurai. Ý, như kiểu chúng ta đang ở trên Wano Quốc ấy nhở. Và mình sẽ đóng vai là Zoro. Wow, chiêu thức gì đấy? Chiêu ngon vậy. Wow. Ui, hay như là đánh nhau anh em ạ. Trận chiến sinh tử. Ui, kinh chưa? What? Đẹp thật. Đấy. Đánh nhau kinh vậy. Dùng skill kiểu gì? Hiện tại mình chưa biết dùng skill kiểu gì đâu. Mình cứ làm xong nhiệm vụ đi đã. À, xong nhiệm vụ rồi anh em ạ. Và mình sẽ về giải nhiệm vụ nhá. Đấy. Bây hiện tại mình đang level mấy đây? Hiện tại đang level 6 rồi. Dùng skill của gì nhỉ? Dùng skill kiểu gì vậy em? Bạn này là bao nhiêu đây? Bounty đang là 0 đồng đúng không? Ôi, cái này đánh nhau rồi. Thôi mình sẽ tra kiếm vào vỏ đi. Đấy. Không biết sẽ từ mình. Wow. Kinh nhỉ. Đây bạn này đã dùng skill này. Đẹp vậy ta. Level 5 rồi. Mình level 5 rồi anh em ạ. Level 5 rồi đây. Mình có dùng skill của gì đây? Chắc là chưa unlock chứ đúng không? Có lẽ như vậy. Chúng ta đây này. Skill của kiếm ở level 10 thì nó mới unlock anh em ạ. Đúng rồi. Nói chuyện với cái này, ông này cái. Mình nói chuyện với cái ông. Ui, có thể khi chết ấy, máu sắp die à. Máu sắp hết rồi kìa. Inventory ấn tắt đi. Làm sao để nói chuyện với ông này đây? Ôi mình có thể nhảy được. À, mình có một skill đó nghĩa là nhảy lên cao này. Từ, mình phải trò chuyện chứ nhỉ? Sao không nói chuyện được ta? Lỗi luôn rồi. Nó không cho nên nói chuyện luôn đấy. Bó tay. Thôi kệ đi. Mình sẽ đi tiếp tục luyện tập ở đây. Khả năng nhảy. Đi bộ trên mặt trăng. Nhảy còn cao hơn cả cái trò Steven Unpire cơ. Có lướt đi không? Không lướt được nha. Ấn Cancho thì không lướt được. Và mình sẽ luyện lên level 10 luôn. Ấn cách sẽ được thôi. Ấn cách để có thể bay lên đó. Thế nhưng không có à? Thế nhưng không có skill đấy à? Thế quái là nhỉ? Sao không được vậy? Không hiểu nhỉ? Mình có skill rồi đấy. Ô, vãi. Có thể bay ngọn cây được không? À. Có thể lướt được không? Không lướt được nha. Và cái này nó còn chưa cho làm nhiệm vụ, nó bị lỗi rồi sao anh em ạ? Nó không cho làm nhiệm vụ đâu, mình luyện. Ôi. Mình chết luôn rồi. Những cái mặt trông tù vãi. Chúng ta sẽ vào cái chỗ local này. Đây nó cũng giống y hệt như kiểu cái Steven Unpire đây. Mình sẽ ra bên này nha. Xem bên này chắc nó khỏe hơn. Mấy bọn là Crab sẽ khỏe hơn. Nhưng vấn đề là không trả nhiệm vụ được. Thì hơi bị khó chịu đấy. Sao bên này kể nốt nhiệm vụ đã. Ở cái profile của chúng ta đang level mấy à? Đang level 6 rồi. Còn lâu level 10 anh em ạ. Bao giờ thì có đủ level đây để có skill đây. Thế quái nào mình có skill này nhỉ? Khá là dị ra. Bên kia có hòn đảo nữa kìa anh em. Có mấy hòn đảo luôn kìa. Hòn đảo gì đây? Bên đây không có quái à? Bó tay luôn. Đấy, do mình nhảy được mà. Mình chỉ ấn nút cách thôi và nó vẫn nhảy được. Đấy. Ôi, cho mất thanh kiếm rồi anh em ạ. Cho mất thanh kiếm rồi, đi lại mua được kiếm cái. Đi mua kiếm lại. Rồi, mình biết kiếm ở chỗ này. Bây giờ mình không nhảy này. Ấn cách liên tục thì được mà. Để chúng ta bên này để mua kiếm nhá. Giờ này sẽ mua một thanh kiếm mới.
Chúng ta sẽ có 3 cái này, thành máu này, thành năng lượng này. À, phải có năng lượng. Phải có năng lượng thì mới dùng được anh em ạ nhá. Phải có năng lượng thì mới dùng được. Đây, năng lượng mình đang hết rồi, thật nào không dùng được. Mình sẽ mua kiếm ở đây. Ở bên này sẽ có một cây cầu đi đâu đây? Không biết cây cầu sẽ đi đâu. Đây đây. Thanh niên này thì có một cái chiêu lướt này. Blue katana, mua luôn. Đấy. Green katana này. Mình thử mua 3 thanh kiếm xem có cầm được cả 3 không. Acid, acid, acid. Và ấn Y lên. Ơ, equip mình có đủ tất cả thanh kiếm anh em ạ. Green này. Làm sao mà cầm nhiều thanh kiếm được ta? Chỉ cần được bằng này thanh kiếm thôi. Mỗi thanh kiếm sẽ có tác dụng khác nhau à? Đấy. Thanh kiếm màu xanh anh em ạ. Rồi, chúng ta tiếp tục đi farm lên. Để lên level 10 đi. Cố gắng lên level 10 đi ạ. Tránh đường nào. Trời ơi. Cái gì tự đánh mình làm gì vậy? Bó tay. Cứ chạy theo mình làm cái gì ta? Chịu luôn, chạy theo làm gì? À, thanh niên bị ngáo à? Tự đi farm đi. Hỏi chấm luôn. Tự đi phá mình à? Đang đi farm level 10. À, có hòm này. Lấy hòm luôn anh em. Lấy hòm xem, hòm một cái hòm màu xanh lá. 500 berry. Khá tốt ta nhỉ. Yeah. Ít quái quá, con này ở bên này ít quái quá anh em ạ. Ở kia sẽ có hòm nữa kìa. Không di chuyển nhanh được. À đây đây. Đây đây, đây. ấn ôn ạ để di chuyển nhanh anh em ạ. Đấy 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 đấy. Hai hai hai. Chúng ta có thể khám phá ra các skill nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục là luyện lên level 10 đi. Thôi từ để luyện level 10. Chạy nhanh chưa? Hay phết nhờ. Chạy nhanh vãi trưởng luôn. Tự nhiên có skill chạy nhanh. Rút kiếm ra. Chém nào. Chúng ta có 2658. Hình như sẽ có những skill khác hay hơn. Có lẽ như vậy. Nút V, nút F, nút G, nút B. Không có, không có, không có. Quay trở lại đây, level mấy rồi? Level 7 chưa? Level 7 thật rồi anh em ạ. Sắp lên level 8 rồi. Squawk Badis, chúng ta sẽ luyện nhanh thôi. Chạy nhanh phải. Nhưng vấn đề là ta sẽ không click vào được cái này luôn đấy. Bó tay. Thôi kệ đi. Cứ để cái chạy nhanh này cũng được. Cứ tội gì phải chạy chậm đúng không? Nào. Skill chém. Lên level 10 nó sẽ có skill. Đấy, cứ cày lên đi. Cứ cày lên đi. Ui, mình sắp chết, mình sắp chết. Yes. Chạy mắc nhanh luôn. Đi từ đầu này sang đầu kia siêu nhanh và có thể zoom ra xa này. Ấn on nhá. Anh em nào muốn chạy nhanh thì có thể ấn on. Ồ, oh, ồ. Oh. Level mấy rồi đây? Profile level 7, còn 3 level nữa thì nó mới sẽ unlock thêm cái skill mới cho chúng ta. Trên kia có gì không? Ở đây có 2-3 con. Mountain Bandits. Ui, skill đấy, skill gì đấy? Nhìn trông khá dị ta, mình không biết skill gì luôn. Ây, 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 ây. Mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi. Tiếp tục đi luyện thôi. Đấy, trên này muốn đi sang khu vực khác được không ta? Muốn đi sang khu vực khác được không? Đi xuống dưới này có chết không nhỉ? Đi xuống dưới biển có chết không? Có khi chết đấy. Vấn đề là muốn sang cái đảo khác thì ta sẽ đi kiểu gì? Đi ở đâu đây? Đây. Ok, ôi chết chết rồi. Bị cái thằng Mountain Bandit là giết chết rồi. Phải trưởng thật, nhanh quá. Chưa kịp làm gì cả. À đây, nó sẽ lưu điểm cho ta đây ở đây mà. Sao bên này, sao bên này, sao bên này, sao bên này. Và cái berry, cái này thì mua bằng tiền này. Cái rồi cho quán luyện lên level 10 đi á. Xong rồi làm gì thì làm. Để xem nó có skill gì thôi. Mình chưa biết sẽ có skill gì đây.
nào, cho nên đây tiếp tục là luyện ở trên này nha. Đây có rất là nhiều bandits. Thoải mái đi, mountain bandits này, cả một đống luôn. Chém nó, một phát, hai phát, đã xong. Xong ngay và luôn, chết cực kỳ nhanh. À, bên này hết rồi. Trên kia còn một con nữa. Mấy con này giống kiểu Zoro ấy nhỉ. Chả khác gì luôn. Wow, và sắp chết, lúc này con này mình đang chém gần chết rồi đây. Lúc này mình đang chém gần chết, bây giờ thì thanh niên này cứ đánh mình là sao ta. Mình cũng gần chết luôn rồi. Cứ dùng tuyệt chiêu level 8 rồi. Đấy. Và mình có thể đổi tên được không? Có thể đổi tên được đấy. Máu nó sẽ hồi rất chậm nha. Cứ chạy theo mình làm cái gì vậy? Mình chết bây giờ. Có còn một lượng máu thôi, còn một tí máu thôi. Kiểu gì thanh niên này vào đánh này. Không. Level 8 rồi anh em ạ. Cố gắng lên level 9 là chúng ta sẽ có một cái skill. Ui, mới chạy đi chạy lại chỗ này xa quá. Không có gì chạy nhanh ở đấy. Đây còn. Và mình sẽ đổi sang thanh kiếm này đi. Hay là chơi cái khẩu quả kiếm green ra. Kiếm green được ấy. Chém nó. Luyện lên. Sao mình ta bị ăn đòn nhỉ? Chắc là mountain đúng không? Con mountain nó đánh không? Có lẽ như vậy. Chạy nhanh nào. Chúng ta sẽ có hai con tất cả ở hai bên. Trời đang chuyển sang buổi tối rồi. Và chúng ta đang có tiếp tục sử dụng thanh kiếm bên này. Chém nó. Mountain bandits. Mày á. Chết đi. Cái này thì đánh lẫn nhau đấy anh em ạ. Ơi, bên kia vẫn còn kìa. Rồi, chúng ta sẽ có lên level 9. Vừa lên level 9 nó sẽ có phát hiện cái phát sáng ấy. Lên khá nhanh. Cho đánh lại hai con này thôi là kiểu gì cũng sẽ xong ngay. Sao có skill chưa nhỉ? Mình chưa biết sẽ có skill chưa. Từ luyện đã. Đang luyện nốt cái này đã. Chẳng cần phải chạy đâu xa đâu. Cứ chạy đi chạy lại như này thôi. Thế nhiên là chạy nhanh thế nhỉ. Bên này vẫn có này. Bên này có con này thì thay nhau vào farm đi. Chẳng phải chạy đâu anh em ạ. Cứ đứng ở một chỗ mà đánh thôi. Không phải chạy nhiều. Mình chạy thì mình cũng sẽ chết. Sắp chết rồi. Đánh làm gì vậy? Rồi, sa hải bên này sao dễ farm. Đây. Chúng ta quay lại cái chỗ cũ ấy. Đâu nhờ, bên này đúng không? Bên nào ta? Bên này đúng không? Bên này, bên góc bên này này. Mới có mấy cái chỗ nó kín kín tí. Đúng rồi, đây. Chính xác. Thanh kiếm mình đâu rồi? Mình farm mình đỡ chết anh em ạ. Hay là để chiêu con này đánh nhờ? Có lẽ chiêu của con Squawk Bandit ở đánh. Đúng rồi. Không phải mấy bạn kia đánh. Ủa đấy khỏe phết nhờ. Chứ mấy bạn kia chém thì nó chỉ được vài máu thôi. Từ, mình sẽ cố gắng lên level 10 nha. Sắp lên level 10 rồi là sắp unlock được skill mới rồi. Đợi một tí nó hồi sinh bây giờ này. Con này chuẩn bị hồi sinh này. Đấy. Chẳng chạy đi đâu xa cả. Chạy đi còn lâu hơn đấy. Hỏi chấm. Chúng ta cùng nhau farm thôi. Cùng nhau farm con này đi. Mình sắp có skill mới anh em ạ. Để xem ra có skill gì. Ui dồi. Với việc nó cho ăn đòn. Mới level 9 rồi. Nó sắp tỉnh dậy rồi. Bọn này là fan của mình này. Quáng farm lên level 10 anh em ơi. Đông vãi, toàn là bạn của mình đây. Mới thấy toàn bạn mình đây. Đó, đã chết rồi. Level 9 à.
Rồi, level 10 rồi anh em ơi, chúng ta sẽ level 10 đây rồi, và như sẽ có skill mới ở level 10. Có skill nhưng mà chúng ta xem cái skill nó ở đâu ta. Inventory này, à, skill đây. Double space, quick là punch, sprint là own. Sword đây, chúng ta sẽ có quick. Khi một Lion Song. Đây này, có skill rồi, đây này nhá. Nút 1 đó. Nút 1 ấn nào. Không ấn được, skill không ấn được anh em ơi. Tức là nó ghi là key 1 đây. Key 1 là sẽ ấn là ra được cái Lion Song. Bài ca sư tử, đây là chiêu bài ca sư tử. Mình không biết cái chiêu này đánh kiểu gì. Rồi ôi, bài ca sư tử. Ngon, có skill mới. Có skill mới. Ngon, hay chưa? Đây đây, ấn 1 nha. Đây đây đây, cho anh em xem luôn. Bài ca sư tử đấy chưa? Khỏe chưa? Bá đạo vãi. Rồi thì mình sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Roblox. Bye bye.